Vâng, thưa các bạn, hôm nay mình sẽ chở vô bếp, mình trổ tài một cái món, đó là gì? Món gì? Rồi, vâng, nào, let's go, chúng ta sẽ chung ra đó. Hái trái sà kê ra, gọt thật sạch, ra, rửa sạch, rồi trộn với bột, bỏ thêm miếng nước, miếng muối, miếng đường, rồi trộn lên, lăn qua lăn lại. Đây, bột chiên này nè, bột chiên giòn, 8.000 đồng một bịch. Đó, nhìn kỹ không? Rồi mình trộn lên, rồi bắt đầu mình chỉ để vô trong dầu bắt lửa cho thật nóng lên. Quậy lên đi, rồi con quậy nha, rồi giỏi quá. Quậy xong rồi bắt đầu mình bỏ vô đây nè, con gấp bỏ vô đây nè, đó. Chiên lên, bỏ vô. Đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Đó, đây. Rồi đi, lấy muỗng nè, lấy muỗng nè, đó. Cái miếng này chút xíu nữa mình ăn rất là ngon nha. Đã có bí quyết tuyệt chiều ở đây đó, nghĩa là mình chiên càng giòn rồi đó, cái mình để cho mình nhúng lại nhẹ nhẹ con. Ôi đổ chân lắm như vậy. Đó, mình ăn thử món này rồi rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Đây là cái món mình đang chiên rồi nha, thơm ngon quá. Con ăn thử coi nóng chưa, con ăn thử coi. Đây từ từ miếng nhỏ nè. Ô wow, nóng quá. Rồi. Đó, sau khi mà nó vừa ráo cái bột rồi á, cái bắt đầu mình chuyển, mình đổi lên để thôi, nếu mình chuyển sớm á là nó bị vàng. Đó, đây nè, được rồi đó. Dạ. Yeah. Màu vàng lắm. Màu vàng cộng có loại ha. Ok nè, ngon cực kỳ luôn nha. Rồi, đem ngoài đi. Đó, sau khi cái miếng này nó vàng vàng nè các bạn, đem vô mình nhúng trở lại một lần nữa nha, nhúng bột trở lại một lần nữa. Đó, như vậy thì nó sẽ ngon được nha, bột nó sẽ áo bên ngoài. Đó, cái trái sa kê cũng làm thuốc, rồi lá rễ cây rồi này kia, thậm chí chiết xuất ra từ kem dưỡng da cho phụ nữ nè, rồi để cầm máu nè, mình ăn cái trái sa kê rồi cũng là lợi ích nhiều cho đường tiêu hóa, thấy không? Nó kháng viêm đủ thứ chừng á, thậm chí chữa bệnh ung thư luôn nữa, ngừa ung thư luôn, rất là nhiều cái công dụng. Cây này ăn giống cái trái này, ăn giống như cái trái phải đi chiên đó, cũng người ta gọi là cây giống bánh mì á, gọi là cây bánh mì á. Cây này làm lương thực chính của ngày xưa ở những cái vùng đảo này kia đó, ở miền nhiệt đới á. Nhưng mà nó thích hợp sẽ trồng ở miền Nam Việt Nam, mình là trồng rất là nhiều những cái cây này nè. Các bạn biết không, có nhiều cái món mà các bạn mà chưa có thấy bao giờ đâu, mà tôi thậm chí là đã có ăn từ hồi nhỏ đó. Như là ăn cơm chai nước đá nè, ăn cơm với đường nè, cháo cối nè, rất là nhiều cái món nhậu, món gọi là đặc sản của những người ngày xưa á. Bây giờ nó làm như nó mất đi những cái đó hết rồi đó, các bạn biết không? Bữa nào mình rảnh thời gian mình review lại mấy cái đó cho mình nấu là cái đó cho các bạn xem. Các bạn biết không, cái sa kê, lá sa kê, rễ sa kê đều có vị thuốc hết, ăn ra rất là bổ tiện, rồi ít khí, có nghĩa là rất là nhiều chất bổ. Mẫu Hậu ơi, mời Mẫu Hậu ăn thơm quá. Sa kê. Đưa chung kìa. Ăn thử cảm giác là ngon nha, lần đầu tiên ăn đúng không? Lần đầu tiên ăn đúng không? Không, nói thiệt nha, chứ không có nói chơi nha. Cảm giác sao? Ăn cũng như chuối chiên, nó ngọt ngọt. Ngọt, đúng không? Ngon, ngon. Hậu, mời Mẫu Hậu ăn đúng không? Rồi. Ai mà quay em đâu mà quay? Đây. Miếng bự lựa, miếng bự hả? Lựa miếng giòn. Đây. Mô Phật. Cái gì đâu mà dễ nghèo không? Cái này nó ngon dữ lắm. Ngon không? Ngon. Ngon thiệt không á nha. Ngon hơn khoai lang cứng nhất. Đây nó mềm à? Nó mềm hơn khoai lang ha. Ngon ha. Nó dẻo nhẹo. Chê là cái thượng, cái này nó dẻo.
ăn hốt ông quay phim đâu à. Nè nè, quá ngon luôn, ngon ha, ngon. Dẻo nhẹ quá à. Hơn phe cao nữa. Dạ ngon hơn phe cao. Ngon không mẹ? Ngon hơn phe cao. Ngon hơn phe cao luôn. Ừ. Vậy mẹ thích ăn không con? Cái này là mới, mới chứ còn màu lâu lắm. Mới á. Ừ. Mới chiên luôn. Mới chiên luôn. Con mới chiên á. Ừ. Hồi đó giờ con biết đâu. Hồi đó giờ mày không biết không hả? Có biết nhưng mà ăn thấy không cảm ứng. Bữa nay ngon lắm, ăn không? Đây là sa kê, cái sa kê rất là dẻo, phải làm vừa ăn ngon quá. Con ăn miếng mà ăn miếng ngon, ngon quá. Cắn nữa đây con mà mẹ còn nữa, còn giảm quá, con đang chiên cũng trời qua. Ủa được không mẹ? Dạ. Kêu nó bán được á. Bán được luôn á. Ngon quá. Ngon không? Bà khủng quá ơi.